cô biết được cô sắp xếp cái thư và biểu trong bộ môn. Rồi được rồi, mấy bạn thấy cái slide chứ hả? Mẹ em có thấy rõ slide không? Rồi vậy thì ống hệ tiêu hóa được chia làm hai phần, ống tiêu hóa và tuyến tiêu hóa. Trong đó là ống tiêu hóa là cái thanh trên thanh ống tiêu hóa, nó có những cái tuyến tiêu hóa nhỏ. Thì chúng ta sẽ học cấu tạo ống tiêu hóa là mẹ mà sẽ biết những cái tuyến đó, nhưng đó chỉ là những cái tuyến nhỏ nó nằm dọc trên thanh của ống tiêu hóa thôi. Còn có ba cái tuyến tiêu hóa là ba cái tuyến lớn, nó nằm riêng như là tuyến nước bọt, gan và tùy. Thì chúng ta sẽ tách ra một cái phần riêng chứ. Thì bây giờ mình chỉ cái tiết này là mình học cái phần ống tiêu hóa thôi, và những cái tuyến nằm trên cái thanh ống thì chắc chắn là mình có ở trong cái bài này rồi. Bây giờ đầu tiên là mình giới thiệu cấu tạo chung của cái thanh ống tiêu hóa. Ống tiêu hóa tức là cấu tạo, những cấu tạo như là từ thực quản, dạ dày, ruột non và ruột già, nơi mà dẫn thức ăn nó đi vào và thực hiện chức năng tiêu hóa thức ăn. Vậy thì cái thanh ống tiêu hóa này á, cấu tạo chung nó có tất cả là 4 tầng mô. Tầng đầu tiên là tầng niêm mạc, tầng thứ hai tầng dưới niêm mạc, tầng thứ ba tầng cơ, và tầng thứ tư là tầng vỏ ngoài. Trong đó tầng niêm mạc nó có ba lớp, hay ba lớp: lớp trong cùng tiếp xúc với thức ăn, đó là lớp biểu mô. Và cái biểu mô này á, nó thay đổi tùy theo từng đoạn. Ví dụ như thực quản là biểu mô khác, dạ dày biểu mô khác, ruột non biểu mô khác, vây ruột da là biểu mô khác. Cái này thì bạn cũng đã từng học một lần ở đã học ở bài biểu mô ở cái năm 1 rồi này hết. Rồi dưới dưới lớp biểu mô là lớp đệm. Lớp đệm và lớp biểu mô này ngăn cách nhau bởi cái màng đáy, và trong lớp đệm này á, bản chất của nó đó là mô liên kết có thể chứa những cái tuyến tiêu hóa, nên có thể chứa những cái tuyến tiêu hóa. Lớp thứ ba là lớp cơ niêm, bản chất của lớp cơ niêm này là cơ trơn. Cơ trơn nó ngăn cách giữa tầng niêm mạc và tầng dưới niêm mạc, được chưa? Tầng thứ hai này, tầng dưới niêm mạc, thì tầng này á là mô liên kết, nó có thể chứa các cái tuyến tiêu hóa. Tuy nhiên có ví dụ cấu tạo dạ dày á, thì trong cái tầng dưới niêm mạc này nó lại không chứa tuyến tiêu hóa, mà ở thực quản này, ở ruột non và ruột già thì cái phần tầng dưới niêm mạc này có thể là chứa những cái tuyến. Chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Tầng thứ ba đó là tầng cơ. Tầng cơ này bản chất cũng là tầng cơ trơn. Đấy, cơ trơn giống như là lớp cơ niêm. Cơ niêm và tầng cơ này là cơ trơn, được chưa? Nhưng mà lưu ý là chỉ có một cái phần, đó là 1/3 trên của thực quản, đó là mô cơ vân. Và lưỡi, cái cơ lưỡi á, lưỡi của chúng ta đó cũng là mô cơ vân. Nên để bạn nhớ trong cái đường tiêu hóa có hai cái mô cơ vân này, đó là lưỡi, được chưa? Và cái 1/3 trên của thực quản, đó là cơ vân, còn lại là cấu tạo bởi cơ trơn. Và cái tầng cơ này có hai lớp, thông thường là có hai lớp, trừ dạ dày là có ba lớp. Vậy thì hai những cái cấu tạo mà có hai lớp cơ, lớp trong cùng là các sợi cơ trơn nó chạy theo hướng vòng, còn lớp cơ ngoài á là lớp các sợi cơ nó chạy theo hướng dọc, tức là dọc theo cái thanh ống tiêu hóa, được chưa? Còn dạ dày thì có ba lớp, đó là trong cùng á có thêm một lớp cơ nữa, người ta gọi là lớp cơ chéo, được chưa? Để bạn nhớ là dạ dày có ba lớp cơ để nó thực hiện chức năng là nhau trùng cơ học và thức ăn ngậm với dịch vị nhé. Rồi tầng thứ tư đó là tầng vỏ ngoài. Thì bản chất của tầng vỏ ngoài này đó là mô liên kết, và tầng này còn gọi là tầng thanh mạc. Đây là cấu tạo chung. Vậy thì bây giờ mình đi vào cấu tạo từng từng loại, là nó cũng sẽ gồm những cái tầng như thế này, và cô chỉ nói những cái điểm đặc biệt của những cái ống tiêu hóa đó. Còn cái cấu tạo chung á, là giống như mình mô tả ở đây rồi, ví dụ cơ này cơ niêm thì mình biết cơ trơn rồi, mình không nói lại nữa, được chưa? Con tầng dưới niêm mạc là chuyện những cái tuyến, thì chút nữa ứng với từng cấu tạo tuyến gì là mình sẽ nhấn mạnh cho mấy bạn để mấy bạn nhớ. Giờ con tầng cơ này thì cũng mình cũng đã nếu hiểu rồi, đó là thực quản này 1/3 trên là cơ vân, 2/3 dưới mô cơ trơn, dạ dày là cơ trơn, hay ruột non và ruột già đều là cơ trơn cả. Nhưng mà dạ dày là có ba cái lớp cơ, còn những cái lớp cấu tạo còn lại á là tầng cơ này chỉ có hai cái lớp cơ mà thôi. Và mình cũng có cái sơ đồ cấu tạo thanh ống tiêu hóa, thì để bạn nhìn vào đấy á, để bạn hình dung những cái thanh nó có cấu tạo từ ngoài từ trong ra ngoài như thế nào. Đầu tiên này, ở trong này chỉ là lằn của ống tiêu hóa, lằn ruột, được chưa? Tiếp theo nữa là cái nếp gấp này, nếp gấp này là do tầng dưới niêm mạc đồi tầng niêm mạc lên đây, được chưa? Thì mẹ bạn thấy có một cái đường mà uốn lượn và nó có màu hồng nhạt trong cùng á, tầng này là tầng tầng niêm mạc, còn nằm dưới cái phần mà màu bắc màu nhạt nhạt hơn, đồi cả cái tầng uốn lượn lên đấy, đồi cái tầng màu hồng 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 lên đó, cái tầng này gọi là tầng dưới niêm mạc. Và những cái phần này có những cái phần này nó đồi lên, và có những cái phần thì nó nằm dưới dưới chân của những cái nhũ đó, đó gọi là tầng dưới niêm mạc. Và trong tầng này nó có thể chứa các cái tuyến tiêu hóa. Tầng thứ ba cũng khá dày, tầng cơ.
Và ở đây thì người ta cắt lớp ra, bạn phải trống cùng là các sợi cơ chạy theo hướng vòng này nhé, vòng ngoài là các sợi cơ nó chạy theo hướng dọc. Lớp ngoài cùng, lớp này gọi là lớp vỏ ngoài hay còn gọi là lớp khán mạc, đó là các cái tầng của thành ống tiêu hóa. Bây giờ mình đi vào cấu tạo của thực quản, mình nói những cái điểm riêng thôi. Biểu mô của thực quản đó là biểu mô lạc tầng không sinh hóa. Các bạn cái này là các bạn nhớ hay biểu mô lạc tầng không sinh hóa là nó gồm là cấu tạo như thế nào? Gồm có nhiều hàng tế bào và hàng tế bào chính cùng là nó dẹt, lạc này là dẹt, nó tầng là nhiều hàng tế bào. Nhưng mà lạc tầng nhắc lại là ở năm 1 mấy bạn học rồi, bây giờ mình nhắc lại một chút là lạc tầng không phải là nhiều hàng tế bào dẹt mà các hàng tế bào của dưới có thể hình trụ hoặc là hình đa diện, nhưng mà tế bào chính cùng là nó dẹt, gọi là biểu mô lạc tầng. Và không sinh hóa tức là nó không có các lớp lớp sừng nằm ở trên bề mặt. Trong cơ thể mình là chỉ có da là được cấu tạo bởi biểu mô lạc tầng sinh hóa thôi mình bạn ấy. Rồi, lớp thứ hai, trong lớp đệm này là mô liên kết có thể chứa tuyến tiêu hóa. Vậy thì ngoài các cái thành phần đặc biệt như là trong mô liên kết nó có ở lớp đệm như là mạch máu, mạch bạch huyết và các tế bào lympho, thì trong lớp đệm này nó chứa tuyến thực quản có tên gọi là tuyến thực quản vị nhé, cái tên gọi để bạn nhớ tuyến thực quản vị nằm trong lớp đệm của tầng niêm mạc. Cái thứ hai là cơ nhưng mà mình không nói này, tầng dưới niêm mạc này, tầng dưới niêm mạc của thực quản á là mô liên kết nó cũng chứa tuyến, mà tuyến này có tên gọi là tuyến thực quản chính thức. Thì cái này người ta đặt tên thôi, chứ đặt tên tuyến thực quản chính thức. Tuyến này nó tiết ra chất nhầy, cho nên trên sau này bạn thực hành trên tiêu bản thì tuyến này nó sẽ không bắt màu thuộc nhuộm, vì những cái phần nhầy á là nó sẽ không bắt màu. Nên bạn thấy cái tuyến nó sáng màu, các tế bào nó sáng màu đó là tuyến. Và tuyến nằm trong tầng dưới niêm mạc người ta đặt tên là tuyến thực quản chính thức, phân biệt với tuyến thực quản vị nằm trong lớp đệm. Như mấy bạn nhớ cái tên á, vì đôi lúc mình chỉ mấy bạn vào cái tuyến này hỏi đây là tuyến gì thì mấy bạn phải gọi tên cho đúng nè, tuyến thực quản vị nằm trong lớp đệm, tuyến thực quản chính thức nằm trong tầng dưới niêm mạc. Tầng thứ ba là tầng cơ, thì như lúc nãy mình đã nói rồi đúng không, một phần ba trên là cơ vân, cho nên khi mà tiêu bản cầm tiêu bản thực quản lên mấy bạn soi dưới kính hiển vi thấy cấu tạo là một cơ vân là suy ra đó là một phần ba trên của thực quản đúng không, còn lại là cơ cơ trơn. Vậy thì vì sao cấu tạo của một phần ba trên của thực quản là một cơ vân và còn lại là cơ trơn, thì nó sẽ ứng với cái chức năng của nó. Thế này bạn thấy khi mà chúng ta ăn uống và mình nuốt, nếu mình nuốt thức ăn thì hành động nuốt là mình có thể điều khiển được, nên mình nuốt thức ăn vì là cấu tạo mô cơ vân này nó đáp ứng được cái chức năng là nuốt. Còn nếu mà cơ trơn á, cơ trơn nó sẽ tự động, nó không hoạt động theo cái chủ quan của mình. Ví dụ như thức ăn các bạn nuốt này xuống 2/3 dưới mà thì mô cơ trơn này nó sẽ tạo ra những cái nhu động và đẩy thức ăn xuống cái phần dạ dày. Còn mình không thể điều khiển được là có bọt cho nhanh, có bọt cho mạnh để đẩy xuống dạ dày là mình không thể điều khiển được. Chỉ 1/3 trên của thực quản mình mới có thể điều khiển được thôi. Cho nên mấy bạn mà ăn thức ăn lỡ còn ngang á, nó kẹt vào 2/3 dưới thì mấy bạn chỉ có cách là gì? Để cho nó từ từ nó sẽ xuống. Còn không thì mình sẽ uống nước, mình đẩy cái thức ăn đó xuống, còn mình không thể là điều khiển được cái mô cơ trơn này và nó có bọt để mình đưa thức ăn xuống, đúng không? Tầng thứ tư rồi tầng này cũng có gì đặc biệt, được chưa? Đó là cấu tạo của thực quản. Và đây là cái sơ đồ, để bạn thấy sơ đồ của cấu tạo thực quản. Tuy nhiên sơ đồ này, xin lỗi, đấy phải là sơ đồ nữa, đây là cấu tạo thật đấy, chứ không phải là sơ đồ nữa. Cấu tạo của thực quản dưới kính hiển vi nhân 4, chúng ta có thể quan sát được tổng quan cả cái thực quản luôn. Đấy, cái tầng đầu tiên này, tầng niêm mạc, nó gồm 3 lớp. Lớp biểu mô là cái lớp này, dạ dày, biểu mô lạc tầng không sinh hóa. Đó. Lớp thứ hai là nằm ngay dưới biểu mô, mình bạn thấy một cái dải mỏng 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 màu nhạt nhạt trắng trắng ấy, đó nằm ngay dưới biểu mô, đó là lớp dưới những lớp đệm. Lớp đệm, trong lớp đệm này khi phóng to lên sẽ có tuyến thực quản vị, được chưa? Lớp thứ ba, cái dải màu đỏ đỏ mỏng mỏng này chính là lớp cơ niêm, đó chưa? Lớp cơ niêm. Rồi đây vậy thì cơ niêm này, lớp đệm và biểu mô thuộc tầng niêm mạc. Tầng thứ hai, tầng dưới niêm mạc là cái phần này, mẹ em thấy mô liên kết nó có chứa những cái ống màu tròn. Xin lỗi, ống tròn, và cái lông của nó là màu trắng. Những cái ống này chính là các cái tuyến tiết nhầy, gọi là tuyến thực quản chính thức. Đấy. Đó, tầng này, tầng dưới niêm mạc này, mình cũng rất là dày nhé. Đó, tầng dưới niêm mạc có rất là nhiều các cái tuyến đây này, đúng chưa? Rồi, tầng dưới niêm mạc. Tầng thứ ba, tầng cơ. Mẹ em nhìn thấy nó bắt màu đỏ và có hai cái lớp rõ ràng. Lớp trong này, thì các sợi cơ chắc chắn nó sẽ chạy theo hướng vòng, ngoài là chạy theo hướng dọc nếu là cơ trơn. Còn nếu mà cắt 1/3 trên thì đây là mô cơ vân. Đó, tầng cơ này là một cơ vân. Còn lớp ngoài cùng là tầng thánh mạc hay còn gọi là tầng vỏ ở ngoài. Đúng chưa? Đó là cấu tạo của thực quản. Tiếp theo này, sáng cấu tạo của dạ dày. Vậy thì ở giải phẫu á, mấy bạn học về cấu tạo dạ dày này, nó sẽ có các cái vùng như sau. Ở giải phẫu ấy,
gồm có gì? Tâm vị, đại vị, thân vị, kháng vị và mô vị. Giờ là ở dạ dày mình học như vậy. Tuy nhiên ở giải phẫu là chỉ chia làm 3 vùng và nó có ranh giới không rõ rệt. Đó là vùng tâm vị là cũng giống như là giải phẫu này. Vùng mô vị cũng giống giải phẫu này. Tuy nhiên cái vùng còn lại, vùng này chúng ta gọi là vùng đại vị. Tại vì trong cái vùng này á, lớp đệm của nó chứa cái tuyến tiêu hóa có tên gọi là tuyến đại vị, nó tiết ra dịch vị, thực hiện chức năng là nhào trộn với thức ăn để tạo ra các cái vị chất. Cho nên cái tuyến này có nghĩa là như thế này, cách phân loại của mô phôi là người ta dựa vào cái lớp đệm nằm à, xin lỗi, dựa vào cái tuyến nằm trong lớp đệm của tầng niêm mạc. Nên là chúng ta sẽ học cái tuyến đó sau. Vậy thì cấu tạo của dạ dày này từ trong ra ngoài nó gồm những cái cấu tạo sau. Lớp biểu mô đó là biểu mô trụ đơn kiếp nhầy, để bạn để còn nhớ hay là không, trụ đơn là một hàng tế bào hình trụ và những tế bào này nó có khả năng tiết ra chất nhầy cho nên bao tuyến nó bắt màu rất là nhạt. Mình nói như vậy là để mà mấy bạn học thực hành đó, mấy bạn cũng nhận diện ra được cái tế bào này, tế bào nó bắt màu nhạt vì nó tiết nhầy, chỉ là một hàng tế bào như vậy thôi. Lớp thứ hai đó là lớp đệm, lớp này là mô liên kết chứa các tuyến tiêu hóa. Thì các tuyến là như lúc nãy mình vừa nói đó, sự phân vùng của cái dạ dày á ở mô phôi, người ta dựa vào cái tuyến nằm trong lớp đệm này. Thì gồm có gì? Tuyến tâm vị, tuyến mô vị và tuyến đại vị ở các vùng như là cô lúc nãy chỉ trên hình cho mấy bạn đó. Trong đó các tuyến tâm vị và tuyến mô vị á, hai tuyến này nó có vai trò là tiếp nhầy, tiếp nhầy. Còn tuyến đại vị là có vai trò là tiếp ra cái dịch vị. Đó, cái tuyến tuyến đại vị này á, bản chất đó là cái tuyến ống và nó chia nhánh từ 3 tới 7 ống tuyến đổ vào một cái vị trí nằm trong cái niêm mạc dạ dày, người ta gọi là phễu. Phễu dạ dày là nơi đổ vào của tuyến đại vị ở trong lòng dạ dày á, và có cái ranh giới giữa cái phần chế tiết và phần bài xuất, tại vì đây là tuyến gì, tuyến ở ngoài tiết ấy, mà chế tiết và bài xuất được gọi là cổ tuyến. Thì bây giờ mình nhìn vào cái sơ đồ này, sơ đồ của tuyến đại vị, hình ảnh này là hình ảnh cắt dọc qua tuyến đại vị. Mà sau này thực hành là để bạn cũng xem được cái tuyến này ở dưới tiêu bản chưa. Cái tuyến đại vị này nó có cấu tạo như sau, mẹ em nhìn thấy là có 3 loại tế bào chúng ta có thể quan sát được trên hình ảnh này. Tế bào thứ nhất đó là tế bào nó có màu hồng này, hình trụ hoặc là hình tháp đấy, có thể hình vuông, vuông trụ hoặc là tháp, thường là vậy. Thì mấy bạn thấy những cái tế bào vị trí nó nằm ở cổ tuyến, tại vì cái phần này này, cái phần dưới này chỉ là phần chi tiết và dịch vị, phần này là phần nó có cái eo thắt lại, phần này người ta gọi là cổ tuyến. Thì các tế bào vị trí của nó nằm ở cổ tuyến cho nên các tế bào này nó có tiếng gọi là tế bào cổ tuyến, nó có vai trò là tiết ra chất nhầy chưa. Tế bào thứ hai là tế bào nó có màu xanh mà to to, mấy bạn thấy những cái tế bào kích thước lớn này, kích thước lớn nó có màu màu này màu xanh hay là màu tím gì đó, màu xanh đó, và những hình cầu nằm ở giữa tế bào, bao tuyến của tế bào nó khá rộng, muốn bao tuyến nó rất là nhiều, những hình cầu nằm ở giữa nhưng mà bao tuyến thấy nó rất là rõ ra rất là nhiều đó. Thì tế bào này á, có tên gọi là tế bào viền hay còn gọi là tế bào thành, có vai trò là tiết ra axit HCl được chưa. Và bao tướng của tế bào này nó ứa axit, tức là nó sẽ bắt màu axit khi mà nhuộm bằng cái nhuộm tiêu bản á, là bao tướng của tế bào này nó ứa axit, nó bắt màu axit cho nên nó có màu màu hồng. Còn cái tế bào thứ ba đó là tế bào nó có hình trụ thấp đấy, hoặc là hình vuông, và mấy bạn thấy kích thước nó nhỏ hơn là tế bào viền. Và nhân của tế bào á, là đôi khi nó chiếm gần hết bao tướng của tế bào, bao tướng nó rất là ít chứ. Và tế bào này có tên gọi là tế bào chính hay là tế bào chính có một tiếng gọi thôi, tế bào chính. Vậy thì bao tướng của tế bào chính này khi mà nhuộm tiêu bản nó sẽ ứa kiềm, là nó ngược lại so với tế bào viền bắt màu đỏ, còn tế bào chính là ứa kiềm cho nên nó bắt màu tím. Và chúng ta dễ dàng phân biệt được hai tế bào này, tế bào viền và tế bào chính, chúng ta dễ phân biệt rất là dễ. Một thằng làm to màu hồng đấy, bao tử màu hồng, một thằng là nhỏ bao tử màu tím chứ. Đó là mình phân biệt rõ ra hai cái tế bào này. Về vai trò, tế bào chính nó có vai trò là tiết ra testosterone, là một cái tiền enzyme, nó có vai trò là thủy phấn protein thế đó. Vậy thì dịch vị nó sẽ gồm hai cái thành phần chính, đó là axit HCl và testosterone. Tuy nhiên thì HCl này được xem như là môi trường nên nó tạo ra môi trường hạt cộng, môi trường axit để cho testosterone nó hoạt hóa thành pepsin. Pepsinogen này chỉ là tiền enzyme thôi, khi gặp môi trường axit của tế bào viêm á, nó sẽ hoạt hóa thành pepsin để thủy phân protein. Đó, các bạn thấy cái tuyến đại vị này là cái tuyến chính và để mình cần cần gọi là cần nhớ trong cái tiêu bản dạ dày hay là trong cái cấu tạo của dạ dày. Ngoài ra có thêm cái tế bào nữa, đó là tế bào nội tiết dạ dày ruột. Cái tế bào này là nó
nó nằm rải rác kích thước nhỏ, vai trò tiết ra serotonin để mà kích thích men tiêu hóa, giải phóng chất nhầy và tăng nhu đường ruột. Tuy nhiên là tế bào này nó chiếm số lượng nó ít, cho nên người ta không mô tả trên hình ảnh cho mấy bạn xem. Và khi mà sau này thực hành thì mấy bạn cũng chỉ thấy được ba loại tế bào gọi là rõ ràng thôi, xin lỗi, hai loại tế bào rõ ràng thôi, đó là tế bào chính và tế bào viền. Còn tế bào cổ tuyến này đôi lúc mình cũng thấy rõ được, tại vì phương pháp nhuộm nó không phân biệt được, không nhận ra được, mà chỉ phân biệt tế bào chính và tế bào viền thôi nhỉ. Rồi, các lớp mô khác của dạ dày, tầng dưới niêm mạc, dạ dày nó không có tuyến, như kiểu cái tuyến này, không giống như là thực quản, nó không có tuyến. Tầng cơ thì lưu ý là có ba lớp, trong cùng đó là cơ chéo, giữa cơ vòng ngoài cơ dọc để nó thực hiện chức năng là gì? Chứa thức ăn vào nhau, trộn thức ăn, nó thực hiện chức năng cơ học, cho nên là có ba cái lớp cơ như vậy. Được chưa? Đó là cơ bản dạ dày. Thì phần sinh lý này là vì chúng ta học cái môn tích hợp cho nên là sinh lý sẽ dạy cho bạn hết cho mấy bạn về phần sinh lý. Cô chỉ nói sơ qua là nó có chức năng là nhào trộn thức ăn với dịch vị để tạo ra vị chất thôi ấy. Còn những cái chức năng còn lại ấy, là để bạn có thể là học kỹ hơn ở bộ môn sinh lý. Rồi cấu tạo tiếp theo đó là ruột non. Đây là một cái ống dài nhất, đúng không? Dài từ 4 tới 6 mét. 6 mét dài nhất trong cái ống tiêu hóa. Vậy thì cấu tạo của ruột non nó gồm tất cả đó là ba đoạn: tá tràng, phần nối liền với dạ dày là tá tràng, tiếp theo nữa là hồng tràng, hôi tràng, là những cấu tạo của ruột non. Vậy thì ruột non nó có vai trò gì? Vai trò của nó là sẽ nhận thức ăn, nó sẽ có bọc từ dạ dày xuống ruột non, tức là những cái vi chất sau khi nó biến thức ăn nó được hòa trộn với dịch vị tạo ra những cái vi chất, thì nó sẽ đi xuống ruột non. Tiếp tục nữa là nó sẽ nhận các cái men hoặc là những cái enzyme tiêu hóa từ gan và từ tủy đổ vào trong lòng tá tràng, để từ đó là thức ăn nó được tiêu hóa hoàn toàn và có khả năng hấp thu. Thì ở đấy, ở ruột non, nó thức ăn nó sẽ được tiêu hóa hoàn toàn, nhưng hoàn toàn thành các cái đơn vị nhỏ nhất để mà hấp thu qua cái tế bào niêm mạc của ruột non. Và thân của ruột non nó gồm tất cả là bốn lớp này, bốn tầng như là cái tầng cấu tạo chúng đó. Trong đó tầng niêm mạc của ruột non có những cái nếp gấp tồn tại thường xuyên. Những nếp gấp này đó chính là các cái cấu tạo như là van ngang, niêm mao và vi mao. Vậy thì van ngang là gì, niêm mao là gì và vi mao là gì? Thế mấy bạn có nhớ cái vi mao không? Lúc mà năm 1 là mình có học hai cái cấu tạo nằm ở cực ngọn của tế bào, đó là vi mao và lông chuyển. Cái vi mao và lông chuyển thì ở hệ hô hấp, mấy bạn có học về lông chuyển nằm ở hệ hô hấp này, mấy bạn có nhớ là không? Rồi, còn vi mao này là khác. Vậy thì vi mao này là cái cấu tạo do bao tương đổi mang bao tương lên, cái bao tương đổi mang bao tương lên nằm ở cực ngọn, và nó có vai trò là để làm tăng diện tích hấp thu. Cho nên vi mao này nó có nhiều ở tế bào, nó có tên là tế bào hấp thu hay là tế bào nấm khía, để làm tăng diện tích hấp thu với thức ăn, và thức ăn có thể hấp thu qua cái vi mao này và để vào trong cái tế bào và đi sau đó là hấp thu vào trong máu mạch hoặc là mạch huyết nằm ở dưới cái màng đáy, tức là nằm trong lớp đệm đó. Đấy, đó là cấu tạo đầu tiên. Cấu tạo thứ hai là nhung mao. Vậy thì nhung mao này là gì? Mình nhìn trên hình ảnh này, mình có hình ảnh, mình nhìn đây cho rõ để bạn sẽ thấy là vi mao. Đây hình ảnh này, hình ảnh này là gồm một dãy các cái tế bào biểu mô trụ đơn, thấy chưa? Và cực ngọn của tế bào á là cái phần đây, đây là cực ngọn, còn phần đối diện đó là cực đáy. Ngọn nó có rất nhiều các cái vi mao, những cái khía dọc dọc này chính là vi mao, đó là những gấp do bao tương đối mang bao tương lên để làm tăng diện tích hấp thu, thấy chưa? Rồi thì mấy bạn hình dung này, cái hàng này chính là biểu mô, đây cái hàng này tổng to là ra cái hàng này đây, đúng không? Đó, thì cái hàng tế bào này á được gọi là biểu mô trụ đơn. Tuy nhiên là có hai loại tế bào, mấy bạn ấy đây là người ta mô tả thôi, cho nên mấy em chỉ thấy là một loại tế bào, nhưng thực ra có thêm một tế bào nữa, đó là tế bào hình ly, nó nằm xen kẽ với cái tế bào này, có vai trò là tiết nhầy. Đó, biểu mô trụ đơn là cái hàng này, được chưa? Rồi vậy thì nằm ngay giữa biểu mô này, lớp này được gọi là lớp đệm. Lớp này gọi là lớp đệm. Bản chất của lớp đệm này gọi là mô liên kết. Vậy thì lớp đệm nó đồi lớp biểu mô lên, tạo ra những cái nhũ. Đó, những cái nhũ to như thế này, một cấu tạo như vậy người ta gọi là nhũ mao. Được chưa? Đây là hình ảnh mô tả. Còn ở hình ảnh thật thì em sẽ thấy này, cái phần này chính là lớp đệm, đúng không? Cái này cũng là gọi là lớp đệm luôn. Nhưng mà lớp đệm này á, lát nữa chúng ta sẽ có một cái tiếng gọi riêng, đó là trục liên kết của nhũ mao. Khi nói tới trục liên kết của nhũ mao thì mẹ bà sẽ nghĩ tới cái lớp đệm mà đồi cái lớp biểu mô lên tạo ra cái nhũ mao á, thì người ta gọi là trục liên kết của nhũ mao. Được chưa? Đó, đây cấu tạo này là nhũ mao này,
đấy, nhung màu. Còn đây là gì? Trục liên kết của nhung màu, được chưa? Đó, đó là cái cấu tạo thứ hai. Còn cấu tạo thứ ba này là ván ngang. Ván ngang này là do tầng dưới niêm mạc đổi tầng niêm mạc lên. Mẹ em thấy cho có 4 tầng, mà tầng niêm mạc và tầng dưới niêm mạc á, là tầng dưới niêm mạc đổi tầng niêm mạc lên tạo ra cái nếp gấp to ấy, gọi là ván ngang. Đây hình ảnh này mà chúng ta mô tả và cho mẹ bà thấy được cái ván ngang. À, vậy thì đấy là cấu tạo của một cái thanh ống tiêu hóa có đầy đủ 4 tầng mô. À, tuy nhiên ở đây tầng cơ nó hơi nhạt cho nên mẹ bà không thể rõ được ấy. Nó gồm có này, cái xanh 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 này, đó là tầng thanh mạc, được chưa? Tiếp theo có một cái đường màu xanh là cây này, đó thì cái khoảng này chính là cái tầng cơ đấy mẹ bạn. Vì nó nhạt màu quá cho nên người ta phân vùng như vậy cho mẹ bạn dễ nhận ra. Tầng cơ này khá dày này, được chưa? Tầng cơ đó. À, còn cái tầng này, tầng dưới niêm mạc này, đấy, cái phần này là tầng dưới niêm mạc. Vậy thì ở đây là có cái phần tầng dưới niêm mạc nó nhú lên, nó đồi cả cái tầng niêm mạc lên, được chưa? Thì một cái nếp gấp to như vậy người ta gọi là ván ngang. Đó, ván ngang. Vậy thì ở ruột non là nó có 3 cái cấu tạo tồn tại thường xuyên để làm tăng diện tích hấp thu. Đấy, đó là vi mao, nhung mao và ván ngang. Các bạn nào nhớ ấy. Vi mao này còn gọi là vi nhung mao, tại vì vi mao nó nằm trên các cái tế bào, mà tế bào này là nó của cái nhung mao, cho nên người ta còn gọi là vi nhung mao, mà đang nói tới cái vi mao đó. Các bạn nhớ những cái thuật ngữ như vậy. Rồi, còn ở hình ảnh này á thì mẹ em nhìn này. Trên này người ta mô tả, người ta chỉ vẽ một loại tế bào, nhưng lúc nãy cô có nói là có thể thấy thêm một tế bào nữa là tế bào hình ly. Vậy thì trên hình ảnh này em nhìn cho cô và phân biệt cho cô những tế bào mà nó bao tử nó có màu tím á. Bây giờ nhìn kỹ ấy sẽ thấy cái hàng tím tím đậm này, đây là chỉ là một cái hàng nhấn đây. Cái hàng nhấn nó sẽ thành một cái hàng bắc màu tím đậm. Còn là cái phần trên này là phần cực ngọn của tế bào, đúng không? Thì những cái tế bào nó có màu hồng á, đó là tế bào mắm khí á. À, tế bào nó phóng to lần ra tế bào như thế này. Có rất là nhiều các cái vi mao ở cực ngọn gọi là tế bào mắm khí hay còn gọi là tế bào hấp thu. Còn là những cái tế bào mà nhìn vào là nó sáng màu. Nên em nhìn thấy không, những cái tế bào nó sáng màu lên như thế này, tại vì nó không mắc màu thuộc phụ nhuộm. Bao tương của tế bào nó không mắc màu thuộc nhuộm, người ta gọi là tế bào hình ly hay còn gọi là tế bào hình đa chất nhầy. Đó là hai tế bào mà chúng ta có thể phân biệt được dưới kính hiển vi. Còn thực ra thành của ruột non có tất cả là 4 loại tế bào, đó là tế bào hấp thu này, nên mình vừa nói xong này, tế bào hình ly này, và tế bào nội tiết đường ruột tương tự như là dạ dày, và tế bào mờ. Tế bào mờ này á là cái tế bào nó có vai trò trình diện kháng nguyên, tức là trong cái hệ chúng ta ăn uống vào có thể là có các cái kháng nguyên, là cái tế bào mờ này nó có vai trò là trình diện và các cái kháng nguyên ngay cho các tế bào lympho để thực hiện được phản ứng miễn dịch, là có vai trò trong cái miễn dịch đó ấy. Đó, và tế bào mờ này á là nó xuất hiện ở những nơi có mạng phê ơ, cái mạng bạch huyết. Chứ ở ruột non nó có cái mạng phê ơ thì tế bào mờ này là nó có nhiều những cái vùng đó. Về cái tế bào mắm khía thì mấy bạn lưu ý cho cô cái số lượng vi mao này, mỗi tế bào nó có khoảng 3.000 vi mao, rất là nhiều. Và trên bề mặt của các cái vi mao này nó chứa các cái men tiêu hóa disaccharide và dipeptida. Đó. Rồi tiếp theo nữa là trục liên kết của nhung mao. À, thì cái phần này chính là lớp đệm mà đồi lớp biểu mô lên. Người ta gọi là trục liên kết của nhung mao, lúc nãy mình đã chỉ trên hình cho mấy bạn. Vậy thì thành phần trong trục liên kết của nhung mao nó gồm cái gì? À, đó là nó sẽ gồm những cái mạch bạch huyết quảng thẳng, đấy còn gọi là mạch bạch huyết trung tâm, và đây là mạch bạch huyết kín một đầu. Cái thứ hai nữa là lưỡi máu mạch rất là phong phú. Vậy thì hai thành phần này, mạch bạch huyết và lưỡi máu mạch, nó nằm ở đây, nằm trong trục liên kết của nhung mao. Mục đích của hắn là để hấp thu chất dinh dưỡng. Chất dinh dưỡng qua các cái tế bào hấp thu nó sẽ đổ thẳng trực tiếp vào trong các cái máu mạch bạch huyết này để đi về mạch bạch huyết, và cái lưỡi máu mạch này để đi về tận mạch gan, chưa, hấp thu rất là nhanh. Hai cái thành phần này là làm tăng cái khả năng hấp thu ở ruột non. Cấu tạo tiếp theo nữa đó là cơ bridge. Cơ này là nó thuộc là bản chất của nó là một cơ trơn xuất phát từ cơ niêm. Cơ niêm là phần mà ngăn cách giữa tầng niêm mạc và tầng dưới niêm mạc, và cái cơ này nó bám đến màng đáy của cái nhung mao, thế tạo là cơ bridge. Vậy thì vai trò của cơ bridge này á, mục đích là để làm gì? Để nhào trộn, để nó làm gọi là mình giúp cho các nhung mao nó chuyển động, và nó tăng diện tích tiếp xúc với thức ăn để làm tăng, từ đó là tăng diện tích hấp thu. Ngoài ra trong thì cái trục liên kết của nhung mao có thể chứa các cái tế bào lympho, và các tế bào này thường đứng thành từng đám, có thể nó đứng thành từng đám. Thì khi mà sau này thực hành để bạn thấy những cái đám tế bào lympho nằm trong trục liên kết của nhung mao, để bạn có thể gọi đó là các cái nám bạch huyết hoặc là các đám tế bào lympho, được chưa? Đám tế bào lympho hoặc là các cái nám bạch huyết nó hình thành
nằm trong cái trục liên kết này. À xin lỗi, còn cái phần còn lại, phần mà dưới chấn của các nhúng máu á, người ta gọi là lớp đệm dưới chấn của các nhúng máu. Vậy thì trong lớp đệm này chứa các cái tuyến tiêu hóa. À, thì ở ruột non có hai cái tuyến tiêu hóa mà bạn cần lưu ý, đó là tuyến Liverpool và tuyến Brunner. Đấy. Trong đó tuyến Liverpool nó là tuyến ống đơn, mà thân của tuyến này có bốn loại tế bào tương tự như là biểu mô của ruột non, tức là có tế bào hấp thu, tế bào hình ly, tế bào nội tiết, và trong đó có thêm một cái tế bào nữa, đó là tế bào Paneth. Tế bào này thì chỉ có tuyến Liverpool có thôi, còn cái thân ruột non là không có. Tế bào Paneth này là tế bào nó có vai trò tiết ra các cái hạt có tính axit chứa lysozyme để có tác dụng là chống khuẩn và phá hủy thành tế bào vi khuẩn, tức là tế bào nó có vai trò gì bảo vệ đấy, bảo vệ cơ thể đó, nó nằm trong tuyến Liverpool này. Tuy nhiên là cái thân của tuyến Liverpool này, nếu sau này thì thân bạn cũng thấy được hai loại tế bào, đó là tế bào hấp thu và tế bào ly, còn hai cái tế bào này là mình cũng không thấy được, vì phải nhuộm đặc biệt là mới thấy được hai cái tế bào này. Cho nên chúng ta sẽ thấy biểu mô của tuyến Liverpool này giống với biểu mô của ruột non, nó bắt màu giống như vậy. Tuyến thứ hai đó là tuyến Brunner. Tuyến này là chỉ có ở tả tràng thôi, còn những cái phần còn lại của ruột non là nó không có. Đa số và vị trí của tuyến Brunner là đa số nó nằm trong lớp đệm, chưa? Nhưng mà ngoài ra nó có thể là nằm trong tầng dưới niêm mạc. Tầng dưới niêm mạc thì bạn ấy có thể nằm trong, tức là nằm dưới cơ niêm đó. Nếu mà nằm trên cơ niêm thì nó sẽ nằm dưới các tuyến Liverpool. Còn nếu mà nó nằm dưới cơ niêm, xin lỗi, phần lớn là nó nằm ở dưới cơ niêm. Còn tuyến Liverpool này là chỉ nằm trong lớp đệm thôi. Nên còn tuyến Brunner là có hai cái vị trí, là nằm lớp đệm hoặc là nằm trong cái tầng dưới niêm mạc. Đây nè, em nhìn vào hình ảnh này. Đây là một hình ảnh cắt qua tiêu bản tả tràng. Cô đưa hình ảnh này để cho mẹ bạn phân biệt tuyến Brunner và tuyến Liverpool. Nhìn vào đây này, mẹ bạn đoán cho cô đấy là cái gì? Mà cô có ghi chú đó như nữa. Cái phần này cho gì? Các cái nhúng mau, bao lớp đệm này đều lớp biểu mô lên, tạo ra các cái những góc hình ngón tay, thấy chứ? Giống như hình ngón tay vậy, người ta gọi là các cái nhúng mau. Vậy thì lớp đệm dưới chấm của các nhúng mau này, cái phần này là chữa tuyến. Tuyến Liverpool là những cái tuyến này đấy mẹ bạn. Mẹ em nhìn thấy này, thân của nó này, lòng là màu trắng này ở trong đúng không? Còn xung quanh là thân của cái ống. Vậy thì thân của nó mẹ em nhìn thấy nó bắt màu giống như là niêm mạc của ruột non. Nó cũng gồm hai tế bào mà chúng ta có thể thấy được là màu, tức là bắt màu hồng, và các tế bào nó màu sáng màu như tế bào hình ly, giống như là biểu mô của ruột non vậy đúng không? Đó, rất là giống. Cái tuyến này nó gọi là tuyến Liverpool. Còn tuyến thứ hai, tuyến Brunner trên hình ảnh này á, là tuyến Brunner đa số nằm ở trong tầng dưới niêm mạc. Mẹ bạn thấy đây là cái dải cơ niêm rất là mỏng, thấy dải cơ niêm. Đó. Cái tầng dưới niêm mạc chính là cái tầng này, nó có chứa rất là nhiều các cái tuyến. Những cái phần trần trắng này là mẹ bạn nhìn thấy là những cái tuyến đấy, mà tại vì tuyến Brunner này là tuyến mà tiết nhầy cho nên nó không bắt màu tụ nhuộm, và mẹ bạn chỉ thấy là nhìn thấy những cái chấm nằm xung quanh. Đây chính là nhấn của các cái tế bào nó nằm sát với màng đáy. Còn cực ngọn của tất cả tế bào và cái lòng của tuyến Brunner là nó lại không bắt màu tụ nhuộm. Vì vậy mà người ta mô tả cái tuyến này á có hình lỗ nhổ giống như là tổ ong đúng không? Đó, nhiều rất là nhiều các cái lỗ. Cái khoáng trần trắng này chính là cái tuyến Brunner mà nó không bắt màu. Đó là mẹ bạn nhớ này, tuyến Brunner này á đa số nằm trong tầng dưới niêm mạc, nhưng mà một số vị trí là nó nằm trong cái tầng niêm mạc, và khi mà nằm trong tầng niêm mạc thì nó sẽ nằm dưới tuyến Liverpool, và chúng ta phân biệt rõ ràng là dựa vào cái màu sắc mà mình phân biệt được liền. Tuyến Liverpool bắt màu giống như là biểu mô đúng không, còn ở tuyến Brunner này là nó bắt màu rất là sáng nhưng rất là nhạt màu. Về vai trò, tuyến Brunner này nó tiết ra chất nhầy có tính kiềm, nên chất nhầy có tính kiềm và chất nhầy cho nên nó không bắt màu tụ nhuộm. Còn có tính kiềm á, là để trung hòa với cái tính axit của, tại vì thức ăn từ dạ dày đổ xuống nó sẽ có dịch vị đúng không, dịch vị nó có tính axit, nó bao lấy cái viên thức ăn, cho nên tuyến Brunner này nó sẽ trung hòa để nó tạo ra cái môi trường trung tính. Để làm gì? Để làm cho enzyme hoạt động, tạo môi trường cho cái enzyme tùy hoạt động, vì enzyme tùy là nó hoạt động trong cái môi trường trung tính, cho nên là tuyến Brunner này nó trung hòa cái tính axit như vậy để tạo môi trường cho cái men tùy hoạt động. Còn là những cái tầng khác thì cũng có gì đặc biệt ấy, cho nên cũng nói nữa. Rồi bây giờ nói về cái chức năng sinh lý một chút của ruột non này. Ruột non sau này bạn học sinh lý đó thì mấy bạn sẽ biết là nó sẽ tạo ra chức năng của ruột non là nó sẽ tức là sẽ tiêu hóa thức ăn hoàn toàn thành các phân tử có thể hấp thu được. Thì protein á, nó sẽ tiêu hóa thành các đơn vị nhỏ, đó là axit amin, glucid tạo ra glucose, lipid tạo ra axit béo glycerol và monoglycerid. Đúng không? Đây là những cái phân tử nhỏ nhất mà nó có thể hấp thu qua cái tế bào hấp thu để vào trong máu mạch máu và mạch huyết nằm trong trục liên kết của nhúng mao.
Vậy thì ở đây là mình tóm gọn lại những cái hình thức làm tăng diện tích hấp thu thức ăn này, nhắc lại đó là gì, vi mao dung mao văn nha, cái này cô đã nói rõ rồi. Còn các hình thức làm tăng cường độ hấp thu, tăng cường độ hấp thu tức là nhờ đây mà nó hấp thu nhanh hơn chứ, đó là trong trục liên kết có nhiều mạch máu, nhiều mạch chuyển chất trung tâm, đây là mạch bạch huyết đấy hả, cho nên các sản phẩm nó hấp thu nhanh vào trong tuần hoàn máu cũng như là vào trong cái tĩnh mạch da. Cái thứ hai là cơ brick này nó có bóp là giúp cho khuấy trộn thức ăn và thức ăn à, xin lỗi, thức ăn vào cái nhúng mao, do đó làm tăng diện tích tiếp tiếp xúc giữa thức ăn với là cái dịch tiêu hóa nằm trên cái niêm mạc của ruột non á, cho nên nó cũng vừa là tiêu hóa hoàn toàn và vừa là dễ hấp thu hơn. Cấu tạo tiếp theo nữa đó là ruột già. Vậy thì lúc nãy mình học là ruột non nó chức năng là tiêu hóa thức ăn hoàn toàn, còn ruột già thì nó sẽ không có chức năng tiêu hóa thức ăn nữa, mà chức năng chính của ruột già đó là tái hấp thu nước và chế tiết chất nhầy chứ. Ngoài ra nó có thể bài tiết một số các muội kim loại nặng hoặc là các ion canxi magie, và nó có vai trò gì tổng hợp vitamin K và B nhờ cái hệ vi sinh vật nằm trong cái thành của ruột già. Và thường khi mà chúng ta dùng kháng sinh vì chúng ta đau ốm gì đó, dùng kháng sinh thì người ta sẽ, kháng sinh nó sẽ tiêu 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 hủy một phần các cái hệ vi sinh vật này, cho nên chúng ta cần phải bổ sung men tiêu hóa để gọi là cân bằng lại cái hệ vi sinh vật ở trong ruột. Tại vì những cái hệ vi sinh vật này nó không phải là có hại, mà đấy là những cái lợi khuẩn mà nó có khả năng nó tổng hợp các vitamin như là vitamin K, vitamin B nhá. Rồi vì nó ứng với cái vai trò hấp thu nước này, tái hấp thu nước, cho nên cái cấu tạo của ruột già nó có những cái điểm khác so với ruột non, đó là vì không cần hấp thu thức ăn nữa cho nên nó không có những cái ván ngang nhúng máu hoặc là các cái vi máu ở cực ngọn tế bào là nó cũng ít đi chứ, mà tế bào hình lý là nó chiếm đa số, tại vì tế bào này nó có vai trò là gì, tiết ra chất nhầy đó. Còn là những tế bào còn lại ấy, là nó rất là ít, như cái tế bào hấp thu, tế bào nội tiết, hoặc là tế bào gì nữa, tế bào ở đó mình ở tế bào Paneth, tế bào Paneth là nó cũng không có luôn. Nếu tế bào Paneth thì như ở tuyến Liverkun ở ruột da là vẫn còn tuyến Liverkun, nhưng mà tế bào Paneth là không có, chỉ có tế bào hình lý, tế bào hấp thu và tế bào nội tiết thôi. Và có một cái điểm mà ruột da là nó chứa nhiều hơn so với ruột non, đó là các cái năng lympho. Nếu bạn khi xem cái tiêu bản của ruột da, nếu có tiêu bản ruột da, nếu bạn xem trong cái cấu tạo thành của nó đấy, thì cái phần ruột da này là có nhiều cái năng bạch huyết hơn so với ruột non. À, vì sao? Tại vì ở đây có hệ vi sinh vật rất là nhiều đấy, cho nên là nó có những cái năng bạch huyết này. À, chức năng là có thể nếu giả sử như vi khuẩn này nó tấn công ấy, đó là ví dụ thôi ấy, nhưng mà thường những vi khuẩn này là nó có lợi cho cơ thể rồi nên nó cũng tấn công cơ thể được, thì cả cái năng bạch huyết này nó vẫn có chức năng là bảo vệ cơ thể, và nó có rất là nhiều cả cái năng bạch huyết để bảo vệ như vậy. Về tầng cơ thì lớp cơ dọc bên ngoài á, nó sẽ sắp xếp thành ba dải cơ dày. Và khi mà các phẫu thuật viên người ta phẫu thuật tìm ruột thừa, người ta sẽ lần theo ba cái dải cơ này để tìm đến cái ruột thừa. Tại vì là ba dải cơ này nó chạy dọc thì phần còn lại thì nó lại mỏng, cho nên ruột da nó phồng lên thì người ta sẽ lần lần theo những cái dải cơ dọc này mà tìm đến ruột thừa rất là nhanh. Rồi đó là những các cái cấu tạo thuộc thành ống tiêu hóa ruột thừa này, thì mình cũng nếu sơ qua cho mấy bạn biết thôi. Tại vì thành phần của nó thì nó cũng tương tự như vậy, như ruột da vậy, nhưng mà mô bạch huyết ở trong cái ruột thừa là nó nhiều hơn so với ruột da, cho nên ruột thừa là nó có chức năng là bảo vệ cơ thể. Và nhiều khi ví dụ như những người ta đi nước ngoài, người ta sợ là đi ra nước ngoài bị viêm ruột thừa, thì đi vào viện nó rất là tốn tiền, thì người ta lại có suy nghĩ là trước khi đi nước ngoài là mình phẫu thuật cắt ruột thừa đi, nhưng tại vì phẫu thuật ruột thừa bữa nay là đơn giản lắm, chỉ cần là phẫu thuật nội soi 2 ngày là ra viện thôi, cho nên người ta phẫu thuật dự dự trù trong trường hợp gọi là dự phòng, đi ra nước ngoài khỏi bị. Nhưng mà tuy nhiên ở ruột thừa này á, nó lại có vai trò là bảo vệ, tại vì trong cái niêm mạc của ruột thừa nó có rất là nhiều các cái năng bạch huyết, có vai trò bảo vệ cơ thể, nó có vai trò miễn dịch, nên cho nên là cũng không nên là cắt dự phòng như vậy. Còn thành phần tuyến Liverkun này trong ruột thừa thì nó ít và nó ngắn, ít và ngắn hơn so với ruột già. Chứ còn thành phần còn lại những cái tầng còn lại á, nó tương tự như ruột da vậy. Rồi đó là các cái cấu tạo của thành ống tiêu hóa. Thế để bạn có chút thắc mắc trong các cái cấu tạo này không, từ thực quản cho đến ruột da, em có thắc mắc gì không? Để bạn có cái gì không rõ không đấy, để bạn
Sài Gòn đó không hay là đi Huế rồi? Bà Nguyễn Thị Tra Giang có đó không? Rồi cô tưởng muốn nghe nghe nói chi hết, tưởng mấy bạn đi mới hết rồi đây. Rồi nếu mà nghe hỏi chi là mình nghỉ 10 phút ấy, 10 phút vừa vào học tiếp cái phần tuyển tiêu hóa. Để bạn cứ để máy như vậy hoặc là thoát ra cũng được, mà 10 phút sau, ở 2 giờ 20, là vô học lại mấy bạn ấy. Rồi mẹ em thấy cái slide chưa? Chuyển tiêu hóa. Mấy bạn con đó không? Rồi. Bằng Phúc Thí với bằng An là bạn cả xưa á. Rồi bây giờ cái chuyển tiêu hóa này á, thì như lúc nãy mình học trên cái thanh ống tiêu hóa nó có những cái tuyến, ví dụ như tuyến thực quản vị, tuyến thực quản chính thức, tuyến liver cuốn, tuyến Brunner, tuyến đại vị, tấm vị, muôn vị, đây là những cái tuyến đó là cũng là tuyến tiêu hóa mấy bạn ấy, tuy nhiên nó nằm trên cái thanh ống tiêu hóa. Còn cái tiết này á, là mình học các cái tuyến riêng, những cái tuyến lớn đó là tuyến nhiệt bọt, tuyến gan và tuyến tụy. Loại đầu tiên là tuyến nhiệt bọt, đây là tuyến ngoài tiết. Tuyến ngoài tiết là gì? Bây giờ tuyến ngoài tiết là tuyến mà chất tiết nó đổ trực tiếp, à xin lỗi, chất thải tiết nó đổ ra ngoài hoặc là vào trong các cái khoáng tự nhiên thông qua một cái ống bài xuất, người ta gọi là tuyến ngoài tiết. Còn tuyến tiết là chất tiết nó đổ thẳng trực tiếp vào trong máu, đúng không? Cái tuyến nước bọt này là tuyến ngoài tiết. Trong cơ thể mình có ba cái loại tuyến, xin lỗi, có ba cái tuyến chính, đó là tuyến mang tai, tuyến dưới hàm và tuyến dưới lưỡi. Tuyến mang tai là nằm ở vị trí đây, nằm hai bên cái phần má gần với tai á, đúng không, gần với quai hàm. Tuyến mang tai, tuyến dưới hàm và dưới lưỡi là nó nằm ở dưới này đó. Và bên cạnh đó là có các cái tuyến mà nằm rải rác khắp niêm mạc mặt miệng, nó nằm trong lớp đệm á, nằm rải rác khắp niêm mạc miệng ngoài thường, mà rải rác này á là những tuyến mà có vai trò là tuyến nhầy. Về cái tuyến ngoài tiết này là tuyến ngoài tiết kiểu trùng nho, để bạn hình dung kiểu trùng nho như thế nào, thì tuyến ngoài tiết này là nó có cái cấu tạo của nó là tương tự như vậy, nó có vỏ liên kết bọc bên ngoài, sau đó nó đi sâu vào bên trong chia các cái nhu mô của tuyến bọc thành các cái thùy nhé, thùy, sau đó những cái thùy này chia thành nhiều cái tiểu thùy nhỏ. Vậy thì về cấu tạo này, đây là một cái sơ đồ người ta mô tả phân chi tiết và phân bài xuất của tuyến nước bọt. Nên để bạn nhìn trên hình ảnh này, để bạn sẽ thấy là có cả cái đám, với cả cái nán tuyến, cả cái tuyến hình tròn hay là hình bầu dục, người ta gọi những cái cấu tạo này đó là cả cái nán tuyến. Vậy thì mỗi nán tuyến nước bọt như vậy, cấu tạo của nó gồm có hai hàng tế bào, hàng tế bào bên ngoài gọi là hàng tế bào cơ biểu mô, tế bào mà nó dẹt dẹt đấy mấy bạn, là mình làm phải một hai này ba bốn bốn cái lớp màu dẹt dẹt viền bên ngoài các cái tế bào bên trong này kia, đó là tế bào cơ biểu mô. Còn hàng tế bào bên trong này được gọi là hàng tế bào chỉ tiết. Trong hàng tế bào chỉ tiết này có thể có hai loại tế bào, đó là tế bào tuyến tiết nước và tế bào tiết nhầy. Đó, tế bào tiết nước ở trên này, tế bào nhầy này. Vậy thì đầu tiên mô tả về tế bào cơ biểu mô, tế bào này mẹ anh thấy nó rất là dẹt đúng không, và nó viền bên ngoài cái nán tuyến nhiệt bọt, nhân của nó dẹt các cái nhánh bao tướng á, là nó nối với nhau, và trong nhánh bao tướng của các tế bào này nó chứa các cái sợi xíu sợi actin và myosin, những cái sợi cớ để mà khi các cái sợi cớ này nó co rút thì làm cho cái chất tiết ở trong lòng nán tuyến nó sẽ đổ ra cái phân ống bài xuất và đi ra khoáng khoáng miệng, là vai trò của cái hàng tế bào này cái biểu mô. Tiếp theo hàng tế bào bên trong là hàng tế bào chuyển tiếp. Thì có hai loại tế bào này, đầu tiên là tế bào tiết nước, là mình mô tả tế bào tiết nước trước. Thế tế bào này là tế bào nó có hình tháp, những hình cầu lệch về cực đáy, chưa cực ngọn của tế bào có nhiều vi mao. Hình ảnh này là người ta vẽ kiểu cái vi mao rồi, cực ngọn của cái tế bào này là có nhiều các cái vi mao, và tế bào này là nó bắc màu thuộc nhuộm. Bắc màu thuộc nhuộm thấy là thường là nó bắc màu hồng hoặc có thể màu tím tùy theo cái loại thuộc nhuộm. Còn tế bào tiết nhầy á là tế bào nó có hình tháp hoặc là có cái hình vuông, nhấn dẹt nằm sát mang đáy, để bạn thấy nhấn nó khác so với tế bào tuyến tiết nước đúng không, nhấn nó dẹt đó. Và cái phần trên nhấn á, cái phần mà cái này phần cực ngọn của cái tế bào là nó chứa nhiều hạt sữa nhầy,
và nó tiết ngay cho nên nó sẽ không mắc mỏ tụt ruột. Và mấy bạn sau này xem phiên bản của cái chuỗi amino acid nước bọt á, thì bạn sẽ thấy là tế bào tiết nước nó bắt màu hồng hoặc là màu tím, còn tế bào tiết nhầy là nó không bắt màu hoặc là nhạt màu, tại vì cái phần này nó tiết nhầy. Và cực ngọn của tế bào là nó không có vi màu, nên nó không có vi màu hoặc là vi màu rất là ngắn, rất là ít, được chưa? Đó, nhưng mà ngoài này vẫn có hàng tế bào cơ biểu mô mấy bạn nhé, vì đây người ta mô tả thôi cho nên người ta chỉ vẽ cái hàng tế bào chi tiết mà không vẽ cái hàng tế bào cơ biểu mô bên ngoài này. Người ta chỉ vẽ đại diện ở cái nắng tế nước bọt này để cho mấy bạn hình dung ra tế bào cơ biểu mô là nó như thế nào thôi. Rồi, đó là hai cái nang này, nang nước và nang nhầy. À, vậy thì có thực ra là có tất cả ba loại nang, chứ không phải là hai cái nang như mình vừa chỉ, như cô vừa chỉ cho mấy bạn. Có ba nang, đó là thêm một cái loại nang nữa gọi là nang pha. Đây, đây là hình ảnh của nang pha. À, thì nang này gọi là gì? Đây là nang nước, vì cái hàng tế bào chi tiết này chỉ gồm một loại tế bào thôi, đó là tế bào tiết nước. Nang dưới này đó là nang nhầy. Hàng tế bào chi tiết chỉ gồm một loại tế bào, đó là tế bào tiết nhầy. À, còn cái nang này gọi là nang pha. À, thì ở nang phá, thành phần của nó gồm có hai phần. Phần tiết nước, cái phần mà nó tạo ra hình giống như là cái lưỡi liềm hay là giống hình trắng quyệt đó. À, phần này người ta gọi là phần tiết nước. À, phần này là chứa các tế bào tiết nước này, chứ và nó viêng bên ngoài, nên là viêng ở bên ngoài của cái nang phá, tạo ra cái liềm nước. À, hay người ta còn gọi là liềm Zanubi. Và đang nói tới cái liềm chứa các tế bào tiết nước này. Còn cái phần bên trong, phần này là phần tiết nhầy. Đó, thì nang phá nó sẽ gồm hai phần. Phân tiết nước và phân tiết nhầy, chứ không phải là các tế bào tiết nước và tiết nhầy nó nằm xen kẽ với nhau, mà nó nằm riêng thành từng phần. Vậy thì các cái chất tiết ở trong lòng của tuyến nước bọt á, nó sẽ đổ vào cái ống bài xuất đầu tiên. Ống này người ta gọi là ống trung gian hay là ống bôn. Đấy chứ? Thân của ống này là một hàng tế bào nhân hình cầu. Để bạn thấy cho người ta vẽ ra này, gọi là cắt cái mặt khoảng cắt ngang qua cái ống bài xuất này á. Nên mấy bạn sẽ quan sát được lòng này màu trắng đúng không? Xung quanh là một hàng tế bào nhân hình cầu gọi là biểu mô vuông đơn. Tiếp theo nữa, từ ống bôn này, nước bọt nó sẽ đổ tới cái ống. Mà khi cắt ngang ra là mấy em sẽ thấy một hàng tế bào nhân hình trụ. Được chưa? Hình trụ là biểu mô trụ đơn. Ống này được gọi là ống Vân hay là ống Kruger. Đó là hai kiểu bài xuất mà trên hình ảnh này người ta mô tả. Còn ngoài ra có thêm hai kiểu bài xuất nữa, đó là ống bài xuất lớn và ống bài xuất cái. Ống bài xuất lớn là sau nối tiếp với cái ống vân này, còn ống bài xuất cái là nó sẽ đổ vào khoang miệng. Đó là phần bí thuật này là mình nói đây này, thấy chưa? Đó thì ống bài xuất lớn và bài xuất cái á, biểu mô của nó này, đó là biểu mô trụ tầng, hoặc là bài xuất cái là biểu mô trụ tầng. Vậy thì khi mà xem trên tiêu bảng ở phần thực hành, mấy bạn xem trên tiêu bảng, mấy bạn sẽ dựa vào cái biểu mô để gọi tên cái ống. Chứ ví dụ như thấy biểu mô vuông đớn, một hàng tế bào nhân hình vuông, mấy bạn sẽ suy ra đó là ống trung gian, tương tự ống biểu mô trụ đơn là ống vân. Còn nếu biểu mô vuông tầng thì chúng ta biết chắc đó là bài xuất cả xuất lớn, tại vì chỉ có bài xuất lớn là vuông tầng thôi. Còn nếu khi mà gặp trụ tầng á, thì có thể là ống bài xuất lớn hoặc là ống bài xuất cái. Tuy nhiên thì cái này tùy theo cái yêu cầu, có thể là yêu cầu ở thực hành để làm chỉ cần nhận biết ra ống bài xuất xuất thôi ấy, còn cũng cần phân biệt nhiều kiểu như vậy. Biết được biểu mô vuông đơn, biểu mô trụ đơn là được rồi. Còn hai cái ống này thì nó to quá, mình có thể là không phân biệt. Ở trên được phần thực hành, không bị chịu lên địa bàn cũng nhớ cả cái biểu mô của ống bài xuất. Ở đó, vậy thì trong cơ thể mình có ba cái tuyến này. Tuyến mang tai, tuyến dưới hàm và tuyến dưới lưỡi. Cái tuyến mang tai là thuộc tuyến nước, tức là nó chứa các cái nắng nước. Chứa đa số là các cái nắng nước thôi. Tuyến dưới hàm và tuyến dưới lưỡi thì nó sẽ chứa ba loại nang, vừa nắng nước, vừa nắng nhầy, vừa nắng pha, cho nên người ta gọi là tuyến pha. Còn các tuyến nước bọt nó rải rác khắp niêm mạc khoang miệng á, người ta gọi là tuyến nhầy, vì nó tiết đa số là các cái chất nhầy, các cái nang nhầy, được chưa? Vậy nhưng mà thành phần thì nó lại khác nhau, mấy bạn này. Tuyến nước á là chứa là đa số là nang nước rồi, và tuyến này nó tiết ra 25% tổng khối lượng nước bọt. Còn hai cái loại tuyến dưới hàm và dưới lưỡi đều là tuyến pha, tức là nó có ba cái loại nang, nang nước, nang nhầy, nang pha. Nhưng mà thành phần là của các cái tuyến này nó lại khác nhau. Ở tuyến dưới hàm, cái tế bào tiết nước hay là nắng nước là nó chiếm đa số hơn 80%. Còn ở tuyến dưới lưỡi thì cái nắng nhầy nó chiếm tới 60%. Nó thành phần này nó khác nhau chứ. Tuyến dưới hàm nó chủ yếu là tuyến nước, còn tuyến dưới lưỡi chủ yếu là tuyến nhầy. Cho nên là tuyến dưới lưỡi này là tiết nhầy nó vẫn nhiều hơn chứ, so với tuyến dưới hàm. Phần bố sinh lý này thì mình không nói ấy. Mình chỉ để bạn chỉ nhớ cái phần này này. Tức là ống bài xuất á, đầu tiên nước bọt nó tạo ra ở trong cái lòng của nang tuyến nước bọt, nó sẽ chứa các thành phần ion giống như là máu,
Nhưng mà sau khi đi di chuyển tới các cái ống bài xuất á, thì các cái thành phần nước nước bọt nó sẽ cô đặc hơn. À, bằng cách đó là nó tái hấp thu natri, và khi thải tái hấp thu natri nó sẽ kéo theo tái hấp thu nước và chế tiết thêm kali, và thêm các cái enzyme nữa, cho nên là thành phần nước bọt khi mà tiết vào khoang miệng nó sẽ cô đặc hơn so với cái nước bọt ban đầu, nhưng mà nó giàu enzyme hơn. Đây là hình ảnh chuyển nước bọt dưới hàm. Qua đây này em có thể phân biệt được các thành phần này, đó là các cái nắng nắng mà đầm đầm màu này á, là các cái nắng nước, cái kia là nắng nước, và những nắng này là nắng nước. Rồi nắng mà bắt màu nhạt, những của tế bào nó nằm dẹp sáng mang đáy, và phần này chính là nắng nhầy. À, còn cái nang thì chúng ta có thể thấy hai phần, phần tiết nước tạo ra cái liêm nước này hay là liêm Zanuri, còn phần còn lại này là phần tiết nhầy, nang này được gọi là nang pha. À, và ở đây mình có thấy một cái ống bao trúc biểu mô dí nhân hình cầu biểu mô vuông đơn, thì chưa đây là ống bôn hay là ống trung gian, lòng nó rất là rõ ràng. Chứ ở bao trúc thì chúng ta sẽ thấy được cái thân của nó là biểu mô vuông hoặc là trụ đơn, lòng rất là rõ ràng. Còn những cái nang như là nang nước nang nhầy thì cái lòng chúng ta thấy không rõ lắm. À, nang nước thì lòng không rõ là vì nó có nhiều vi mao ở trong ở cực ngọn của các tế bào. Còn cái nang nhầy á thì chúng ta có thể gọi là nó không có vi mao ở cực ngọn tế bào. Tuy nhiên là cái phần mà tế bào tuyến nhầy này nó cũng không bắt màu luôn. Cho nên chúng ta cũng không thấy thấy rõ được cái lòng. Cho nên nhìn kỹ này là thấy có một cái chấm cần nhỏ nhỏ này chứ. Đó là lòng của nang nhầy. Nhưng mà chúng ta thấy nhỏ quá mình không thể là thấy được. Ở bài xuất thì chúng ta thấy cái lòng rất là rõ ràng, thân của nó là biểu mô vuông hoặc là trụ đơn cũng khá rõ, và chúng ta dễ dàng phân biệt với các cái nám tụy nước bọt cũng thể nhận được. Rồi đây là hình ảnh của cái tụy dưới lưỡi tiêu bản này, hình ảnh vi trường này là chụp chủ yếu ở cái phần chứa rất là nhiều các cái nám nhầy. Để em thấy chứ các cái nám này bao túi nó rất là sáng màu, chúng ta vẫn có thể thấy được từng tế bào đúng không, từng tế bào giờ đám dưới giữa các tế bào chúng ta cũng có thể thấy được, nhưng mà bao tương là nó không bắt màu, cho nên là bạn nhìn tổng quan là thấy nó rất là sáng màu, cái nám nó rất là sáng màu đấy. Và đây có hình ảnh của một cái ống bài xuất này, lòng nó khá rõ ràng, thành là những hình cầu cũng như một vuông đơn đó. Được chưa, tụi nước bọt được chưa, mấy bạn hiểu cái phân tử nước bọt chưa? Rồi bây giờ mình sang cái loại tụy thứ hai ấy, đó là tụy tụy. À, vậy thì tụy á, tụy này là gồm có hai phần, phần tụy ngoài tiết và phần tụy nội tiết. Mà nó không đơn thuần là ngoài tiết giống như là tụy nước bọt nữa, mà nó có thêm một cái phần gọi là tùy nội tiết, còn gọi là tiểu đạo Langerhans. À, vậy thì vì sao người ta gọi là tiểu đạo? Tại vì á, phần tùy nội tiết này á, chúng ta học cấu tạo là mấy bạn sẽ thấy tùy nội tiết nó nằm giữa, và xung quanh được phần tùy nội tiết là các cái nám tuyến của tùy ngoài tiết, như các cái nám chỉ tiết của tùy ngoài tiết. À, cho nên là thấy nó nằm tùy nội tiết nó lọt thỏm vào giữa, xung quanh là các tùy ngoài tiết giống như là cái tiểu đạo, những cái đạo á, cho nên người ta gọi là tiểu đạo Langerhans, tiếng gọi là như vậy. À, vậy thì nhu mô của tùy tùy nó được bọc bên ngoài bởi một cái lớp vỏ mô liên kết, sau đó mô liên kết nó sẽ phân nhánh đi vào trong nhu mô để chia cái tiểu tùy này thành nhiều tiểu tùy, và mỗi tiểu tùy như vậy nó có hai cái phần, phần ngoài tiết chiếm đến 97% chiếm đa số, và phần tùy nội tiết là phần tiểu đạo nó chỉ chiếm 3% thôi. À, trong đó tùy tùy ngoài tiết nó cũng là cấu tạo tuyến túi tiểu tinh nhỏ giống như là tiểu nước bọt, tương tự như là tiểu nước bọt, và bạn ấy cấu tạo nó tương tự như vậy. Phần thứ nhất là phần chế tiết, đó là các cái nắng tuyến tùy. Thì mấy bạn nhìn thấy đây là hình ảnh người ta mô tả này, hình ảnh của nắng tuyến tùy này, các dọc qua cái nắng tuyến tùy nó có hai loại tế bào màu xanh đây là tế bào tuyến, hay là còn gọi là tế bào chế tiết. Tế bào này nó có hình tháp, những hình cầu, cực ngọn tế bào nó có rất là nhiều các cái hạt chế tiết, và tế bào này là tế bào nó tiết ra dịch tùy, cái dịch tùy là do tế bào chế tiết hay là tế bào tuyến nào mà tiết ra đây. Còn tế bào thứ hai là tế bào nó viền bên trong và các cái tế bào tuyến, và nó nối tiếp với cái ống ống bài xuất đầu tiên, cũng gọi là ống trung gian giống như là tuyến nước bọt, thì cái tế bào này gọi là tế bào trung tâm nang tuyến, tế bào trung tâm nang tuyến được chưa, nó là vừa viền trong các cái hàng tế bào tuyến và nó vừa lọt mặt trong của cái ống bài xuất, gọi là ống trung gian được chưa. Đây là nang tuyến nước bọt, à xin lỗi, nang tuyến tuyến tụy thuộc phần tùy ngoài tiết. Còn cái phần mà tùy phần bài xuất á, là nó sẽ tương tự như tụy nước bọt để bài tương tự như tụy nước bọt, tương tự như vậy có phần ở trung gian ở bài xuất trong tiểu thuy là trong tiểu thuy của tùy, ở bài xuất gián tiểu thuy là xen giữa các tiểu thuy của tùy, và sau đó ở bài xuất lớn ở bài xuất cái này là tương tương ứng với ống tùy chính và ống tùy phụ, được chưa, ống tùy chính ống tùy phụ những bạn con nhớ hay không, hay là đã học giải phẫu chưa, thì ngày mai có cái phần sự hình thành hệ tiêu hóa mình sẽ chịu cho mẹ bạn, các mẹ bạn và nhận dạng ra các cái ống này sau ấy. Còn bây giờ mình đang nói về cái phần mô học của tùy thôi. À, mẹ bạn lưu ý cho cô này,
ống trung gian và ống ba suất trong tiểu thùy này, chúng ta có thể gọi chung một cái phần gọi là ống ba suất trong tiểu thùy thôi cũng được. Và thân của hai cái ống này nó khá mỏng. Còn ống ba suất giãn tiểu thùy và hai cái ống này ba suất lớn ba suất cái, thân của nó khá dày. Cho nên trên tiểu bảng thì bạn chỉ cần phân biệt hai cái ống thôi, một ống mà thân nó mỏng á, đó là ống ba suất trong tiểu thùy. Còn cái ống thân nó dày hơn thì mình suy ra đó là ống ba suất giãn tiểu thùy. Mình gọi chúng như vậy hay là gọi chúng như vậy, tại vì cũng khó phân biệt được hai cái ống này. Rồi, phần thứ hai là phân tùy nội tiết, hay còn gọi là tiểu đạo lên hen. Vậy thì cái phân tùy ngoài tiết và tùy ngoài tiết á, nó sẽ ngăn cách nhau bởi một cái lớp sợi vọng. Sợi vọng này là gì? Để bạn học ở từ năm 1, nó có cái phần mô liên kết. Trong mô liên kết có 3 thành phần sợi, đó là sợi collagen, sợi đan hồi và sợi vọng. Sợi collagen, đan hồi và sợi vọng, để bạn có nghĩa không? Thì sợi vọng là thành phần của mô liên kết, đúng không? Nó ngăn cách hai cái phân tùy nội tiết và tùy ngoài tiết là dựa vào cái lớp sợi vọng đó. Và cấu tạo tùy nội tiết thì chắc chắn là nó sẽ xen kẽ với cái máu mạch máu, hệ máu mạch máu rất là phong phú. Tại vì đấy là tùy nội tiết là nó sẽ đổ thẳng trực tiếp vào trong máu mạch máu. Cho nên cấu tạo của nó sẽ gồm các cái lưỡi giấy tế bào xen kẽ với máu mạch. Như phân tùy nội tiết là nó sẽ có máu mạch rất là nhiều. Các tiểu đạo này nó xuất phát nó có nhiều ở phần đuôi hơn là phần đầu và thân tùy, tập trung nhiều ở cái phần đuôi. Vậy thì nó có các cái tế bào như sau. Để bạn nhìn trên cái sơ đồ này, người ta sẽ vẽ ấy. Và mẹ bạn thấy là nó có phân tùy ngoài tiết, phân tùy ngoài tiết là nằm xung quanh này, gồm có các cái náng tuyến, tuyến tùy, cái em nói nó là chỉ tiết là dịch tùy. Còn cái phần lọc phỏng ở giữa này chính là cái phân tùy nội tiết. Và ở đây mẹ em nhìn thấy được có 4 màu, màu xanh, màu tím, màu xanh lá cây và màu nâu, tương ứng với 4 cái tế bào của cái phân tùy nội tiết. Tế bào đầu tiên là tế bào máu, màu như là màu xanh hay là màu tím, cũng biết đó cái màu này. Tế bào này được gọi là tế bào alpha. Vậy thì tế bào alpha ở đấy mẹ em sẽ thấy là nó nằm ở cái vùng rìa của cái phần nội tiết gọi là ngoài vi, và nó chiếm số lượng là tầm khoảng 20%. Tế bào alpha này nó có vai trò là tiết ra glucagon để làm tăng đường máu. Đó là tế bào đầu tiên. Tế bào thứ hai là tế bào beta, tế bào màu tím. Xin lỗi, đây là màu xanh đấy. Rồi đây là tế bào màu tím, để bạn thấy số lượng nó nhiều hơn, chiếm khoảng 60-80%. Thường là nó nằm ở trung tâm, tập trung nhiều ở cái vùng trung tâm. Đó, cái tế bào beta này là tế bào nó có vai trò là tiết ra insulin. Insulin để có vai trò là gì? Hạ gluco máu. Và sau này mẹ bạn bây giờ học năm A3 thôi, thì mẹ bạn sẽ đi cái lâm sàng, có gặp ở cái khóa nội tiết á, mẹ bạn sẽ gặp bệnh gì? Mình đái tháo đường. Đái tháo đường là nó liên quan tới insulin do tế bào beta này tiết ra. Vậy thì đái tháo đường được chia làm hai tiếp, tiếp 1 và tiếp 2. Tiếp 1 là do tế bào beta này nó tiết ra ít insulin, tức là nguyên nhân do thiếu insulin. Được chưa? Tiếp 1 là do thiếu insulin, do đó điều trị là phải cung cấp insulin. Còn nếu không là bệnh nhân sẽ bị tăng đường máu, vì insulin là nó có tác dụng là hạ đường máu xuống. Còn đái tháo đường tiếp 2 thì gặp bệnh nhân thường là lớn tuổi và mập, do đề kháng insulin, tức là insulin nó tiết ra đầy đủ, không thiếu insulin, nhưng mà nó thiếu cái đề kháng, tức là tế bào nó không đáp ứng với insulin, do đó là đường máu nó tăng. Và vì vậy cái cách điều trị ở tiếp 2 là gì? Chủ yếu là gì? Chế độ ăn uống và tập thể dục để cho các cái tế bào nó để giảm cân, và các tế bào nó giảm đề kháng với insulin là hai cái tiếp khác nhau. Hôm mình cũng nói thêm, mở rộng thêm một chút như vậy. Rồi là tế bào thứ ba, đó là tế bào delta, tế bào nó có màu xanh là cây. Thì những cái tế bào này là tế bào nó có vai trò gì? Tế bào này là nó có vai trò tiết ra somatostatin để mà ức chế tiết glucagon và giảm sự chế của phân tùy ngoài tiết. Còn tế bào thứ tư, tế bào mà có màu nâu á, thì hình ảnh lúc này thì bạn chỉ thấy có một cái tế bào màu nâu thôi. Tế bào này là tế bào gọi là pancreatic polypeptide, có vai trò là ức chế tiết HCl3 trừ, các bạn ấy, HCl3 trừ là bicarbonate á, và cái enzyme của tùy ngoài tiết, và từ đó là và kèm thêm cái chức năng nữa là giảm sự chế tiết của mật, tức là nó tác động lên cái tùy nội tiết, thì nó tác động đến cái phân tùy giảm sự chế tiết dịch mật của xin lỗi của gan, mật là của gan, đang ấy giảm sự chế tiết dịch mật của gan. Rồi bây giờ trên hình ảnh này mình cũng chỉ thêm một phần nữa để bạn thấy ở tùy này nó có hai phần. Cái phần sau này được gọi là đuôi, còn phần gần với tả tràng gọi là phần đầu tùy. Và lúc này mình có nhắc hai cái ống, ống tùy chính và ống tùy phụ. Tuy nhiên trên hình ảnh này để bạn chỉ thấy một cái ống thôi, đó là ống tùy chính. Nơi này là nơi ống mật phụ nó đổ vào này, còn nơi này là cái ống tùy nó đổ vào, ống tùy chính.
Còn tùy phù á thì một số người, tức là trong dân số của mình là có một một vài người, tức là ví dụ trong 100 người thì có vài người là có cái ống tùy phù đó, là nó xuất phát từ này. Giờ ở đây nó chạy đôi ra có một cái ống và đổ vào trong cái lũ tá bé nằm trong tá tràng, thế đó là ống tùy phù. Và ngày mai mình học cái phần sự hình, à để ngày sau học cái phần sự hình thành hệ tiêu hóa, rồi bạn sẽ thấy vì sao nó có cái ống tùy phù đó chứ. Rồi còn cái phần dưới này thì ngoài việc là hình ảnh từ đường như hình ảnh mô tả lúc nãy rồi bạn ấy. Rồi xong cái cấu tạo của tùy nội tiết này, à tùy ngoại tiết và tùy nội tiết. Bây giờ sang cái cấu tạo của tuyến tiêu hóa thứ ba, đó là gan. À, đây là một cái tuyến tiêu hóa cũng khá lớn và nó nằm ở hàm xương phải. Bình thường thì chúng ta không thể nó sơ thấy gan trừ khi gan lớn, tại vì nó nằm ở trên cái hàm xương á, cái bờ dưới của gan là nằm ở cái phần bờ dưới của hàm xương phải. Đấy, thì chúng ta và chúng ta sơ vào thì không có thể thấy gan được, trừ những trường hợp là gan nó bị xá xuống, hoặc là những bệnh nhân có gan lớn thì chúng ta sơ vào cái vùng hàm xương phải như vậy là sẽ sơ thấy gan. Cho nên khi khám gan, thấy mẹ bạn đi lâm sàng để bạn khám gan, mẹ bạn sơ được gan thì chúng ta bệnh nhân là có gan lớn rồi, hoặc là có cái sự gan nó xá xuống. Còn bình thường là chúng ta không sơ thấy được gan. Về cấu tạo mô học, gan nó được bọc bên ngoài bởi một cái bao mô liên kết được gọi là bao glycosome, và sau đó cái bao này nó lại phân nhánh vào trò chia thành các cái thùy thùy và các cái đơn vị tiểu thùy. Tiểu thùy gan là đơn vị cấu tạo nhỏ nhất của gan, đây là đơn vị cấu tạo và chức năng. Để bạn nhìn vào hình ảnh này, đây là hình ảnh mô tả ấy. Hình ảnh trên này là hình ảnh mô tả và dưới này là hình ảnh thật đó. Hình ảnh mô tả để bạn sẽ thấy cấu tạo một cái tiểu thùy, nó có hình lục giác, đây còn gọi là tiểu thùy gan đây chứ, tiểu thùy gan. Cấu tạo của một tiểu thùy gan á là sẽ cái phần chúng cô sẽ nói rõ ra, nhưng mà bây giờ mình nói cái cấu tạo chúng trước. Hôm nay em sẽ thấy này, rất là nhiều các tiểu thùy gan nó ngăn cách nhau bởi những cái dải mô liên kết, cái dải trắng trắng này, dải mô liên kết này người ta gọi là dải kết nam nên hay là còn gọi là dải cửa, cái dải cửa hay là dải kết nam là nó cái dải mô liên kết này. Và ngoài ra có cái khoảng mô liên kết, khoảng này được xem như là ngã ba hay là ngã tư của các cái tiểu thùy gan á, người ta gọi là khoảng cửa. Nó có chứa các cái thành phần gì thì chúng ta sẽ nói sau. Thì kia đó là cấu tạo sơ qua như vậy, để mà sẽ nhìn vào tế bào thật một lần nữa này. Đây là các tiểu thùy gan này chứ, tiểu thùy gan. Rồi các cái dải màu xanh xanh đầm đầm này là dải cửa hay là dải kết nam, bản chất của nó là các cái dây mô liên kết, và trong trong cái dây mô liên kết này nó có thể chứa các cái thành phần mà chúng ta sẽ nói sau. Và cái khoảng mô liên kết này được gọi là khoảng cửa. Tuy nhiên ở hình ảnh này thì cả cái khoảng cửa này nó khá nhỏ, nhưng mà khá nhỏ. Còn một số nơi là khoảng mô liên kết này nó dày lên, nó rộng hơn. Tại vì tùy theo cái lát cắt, mình cắt qua cái vùng nó nhỏ, cho nên chúng ta không thể rõ cả cái thành phần ở trong cái khoảng cửa này. Chưa? Rồi. Bây giờ nói về cái tiểu thùy gan này, mẹ em sẽ thấy tổ cái tiểu thùy gan nó gồm có cả cái thành phần như sau. Một tiểu thùy gan sáu sáu cạnh, ở giữa là có một cái ống màu xanh dương, được chưa? Đó, thì hình ảnh bên này là hình ảnh người ta cắt ra một cái phần của tiểu thùy gan. Đây chính là cái phần có màu giữa màu xanh dương ở bên này đây, tương ứng với cái bên trái, để bạn thấy chưa? Đó, hai cái ống này, đây là tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy. Tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy nằm ở giữa tiểu thùy gan. Một tiểu thùy như vậy có thể có một hoặc là hai tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy. Và cấu tạo, về cấu tạo mô học của nó là nó cái thân của nó cũng khá mỏng, chỉ gồm một lớp tế bào nội mô, là lớp tế bào bên trong của cái tĩnh mạch hay là cái động mạch, là cũng có bất cứ cái thành mạch máu nào là cũng có một lớp tế bào nội mô. Đó là cái yếu tố gọi là cái thành phần quan trọng đó, tế bào nội mô. Còn bên ngoài là nó có một vỏ, lớp vỏ sơ cứng mỏng, tức là thân của nó chỉ gồm hai lớp như vậy thôi, nó khá mỏng. Tiếp theo nữa là các dây tế bào, để em nhìn thấy rất là nhiều các cái dây tế bào. Và các tế bào này được gọi là tế bào gan, là tế bào nó thực hiện chức năng hóa học, chức năng gọi là sinh hóa của gan đó. Nó vai trò chuyển hóa thải độc là do cái tế bào gan này nó đảm nhiệm. Vậy thì rất là nhiều các tế bào gan là tế bào nó có hình đa diện và có một cái những hình cầu nằm ở giữa, bao tướng thì nó ưa axit, đúng chưa? Vậy thì rất là nhiều các tế bào gan nó nối tiếp với nhau tạo ra các dây tế bào. Dây tế bào này người ta gọi là perimax, dây tế bào gan hay có thể gọi là dây tế bào gan hoặc là perimax. Khi nói tới perimax thì bạn hiểu à, đây là rất là nhiều tế bào gan nó nối tiếp với nhau tạo ra các cái dây tế bào, được chưa? Thành phần thứ ba đó là các cái mạch máu xen giữa các dây tế bào gan và các cái mạch máu này, người ta gọi là máu mạch nang hoa. Tại vì dây tế bào gan nó sẽ đi theo hướng từ trung tâm ra ngoài vi, trung tâm ra ngoài vi, và các máu mạch nang hoa nó cũng đi theo hướng như vậy.
giống như cái tấm xe đạp á, nó chỉa từ trung tâm ra ngoài vi, do đó người ta gọi là mao mạch nam hoa, được chưa? Đó là ba cái thành phần quan trọng đầu tiên mình giới thiệu ở trong cái tiểu thủy gan. Còn có thêm một cái thành phần nữa mà nó rất là nhỏ, nằm xen giữa hai cái tế bào gan lân cận, mà mấy bạn nhìn trên hình ảnh này là thấy nó có màu xanh là cây đó, cái phần này màu xanh là cây này, được chưa? Nằm giữa hai cái tế bào gan gần nhau, người ta gọi là các vi quản mật. Vi quản mật, vậy thì sự hình thành của vi quản mật là như thế nào? Đó là do bao tướng của hai cái tế bào gan nó ở gần nhau á, là bao tướng của mỗi tế bào gan nó lõm xuống, được chưa? Lõm xuống và nó tạo ra một cái ống. Để bạn hình dung như vậy, cái ống này thực ra là do cái thành của tế bào gan nó lõm vào tạo thành, chứ không phải là một cái ống riêng rẽ. Và cái phần còn lại, cái phần mà nó không lõm á, giữa các tế bào gan thì nó sẽ liên kết với nhau, có những cái thể liên kết, nó liên kết với nhau giúp cho vi quản mật, giúp cho cái mật ở trong cái vi quản mật nó không chạy tràn ra cái quãng giang giang bao giữa hai cái tế bào gan gần nhau, thì gọi là vi quản mật. Và mật được tạo nên đầu tiên là ở đó. Rồi, được chưa? Mấy bạn hiểu bốn cái thành phần ở trong tiểu thùy gan này: tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy, mao mạch nang hoa, Derry mac đấy, và vi quản mật. Đó là bộ cái thành phần chủ yếu của cái tiểu thùy gan. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về mấy bạn cái khoảng cửa, tức là cái khoảng 4 đến 7 giây ngày xen giữa ba hoặc là bốn tiểu thùy gan. Trong khoảng cửa này nó chứa ba thành phần. Thành phần thứ nhất đó là các nhánh của động mạch gan, nhánh màu đỏ. Thành phần thứ hai là các nhánh của tĩnh mạch cửa, màu xanh dương. Và thành phần thứ ba là ống mật. Đó, mấy bạn thấy ba thành phần như vậy. Tuy nhiên, khoảng cửa là nó sẽ gồm, có thể là có gồm nhiều ống của động mạch gan, nhiều ống tĩnh mạch cửa và nhiều cái ống nhánh mật, chứ không phải là chỉ có một thứ, một loài như là hình ảnh này người ta mô tả. Đấy là chỉ là mô tả thôi, còn thực tế là có thể có nhiều hơn, được chưa? Thì mẹ em sẽ nhìn thấy này, máu từ động mạch gan và tĩnh mạch cửa nó sẽ chảy vào đâu đây? Chảy vào mao mạch nang hoa và đổ vào trong tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy, và từ tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy này nó sẽ đổ vào tĩnh mạch dưới gan, được chưa? Dòng máu nó đi như vậy, cho nên máu từ máu trong mao mạch nang hoa này á, người ta còn gọi là máu pha, tại vì nó nhận máu từ hai nguồn, một nguồn động mạch và một nguồn tĩnh mạch, cho nên máu người ta còn gọi là máu máu pha là vì vậy. Được chưa? Đó là dòng tuần hoàn ở trong gan là đi như thế nào là mẹ bạn cũng biết được này. Bây giờ nói về cái tế bào gan á, nói về cái tế bào gan này bạn ấy, tế bào gan này có hai cái mặt tiếp xúc. Một mặt là nó tiếp xúc với tế bào gan bên cạnh và nó tạo ra cái vi quản mật như lúc nãy cô vừa mô tả. Còn một mặt là nó sẽ tiếp xúc với cái mao mạch nang hoa. Đấy. Vậy thì cái phần mà gan tiếp xúc với mao mạch nang hoa này á, nó có một cái khoảng trung gian, người ta gọi là khoảng disc. Cái khoảng này á, ở khoảng disc nó nằm giữa tế bào gan và mao mạch nang hoa. Khoảng này nó chứa huyết tương, tức là mao mạch nang hoa này là mao mạch kiểu xoang, lòng của nó rộng hẹp không đều và nó chỉ gồm một lớp tế bào nội mô có lỗ thủng, không có màng đáy. Để bạn hãy chỉ gồm một lớp tế bào nội mô có lỗ thủng, và vì có lỗ thủng như vậy cho nên là các tế bào ở trong lòng của mao mạch nang hoa nó có thể thoát ra ngoài, huyết tương nó thoát ra ngoài để đi vào trong một khoảng disc, là khoảng trung gian giữa mao mạch nang hoa và tế bào gan. Và bên cạnh đó là tế bào gan này nó có các cái vi mao nó nhúng vào trong cái khoảng disc để thực hiện sự trao đổi chất, chưa? Các bạn nhớ tế bào gan nó có hai cái phần tiếp xúc, một mặt nó tiếp xúc với tế bào gan cạnh nhau tạo ra vi quản mật, còn một mặt là nó có các vi mao nhúng vào huyết tương nằm trong cái khoảng disc ngăn cách với mao mạch nang hoa. Nên mình lưu ý cho cô ở đó ấy. Rồi là phần lý thuyết là mình cũng nói hết rồi đây, mao mạch nang hoa, tĩnh mạch. Rồi có thêm một cái tế bào này mình chưa nhắc tới, đó là tế bào Kupffer. Tế bào Kupffer này bản chất đó là đài thực bào. Thì mấy bạn này, những cái tế bào nào là đài thực bào, nguồn gốc của nó sẽ là từ từ tủy xương, còn gọi là từ tủy xương, và nó sẽ gọi là di cư tới từng cái cơ quan và nó sẽ biệt hóa đổi tên thành đài thực bào của cơ quan đó. Ví dụ như ở có ví dụ như là ở giá chẳng hạn, thì giá có một tế bào gọi là tế bào Langerhans, giống như là cái tiểu đạo Langerhans á. Thì tế bào Langerhans ở giá đó là cái đài thực bào, từ tủy xương nó di cư tới giá và đổi tên thành cái tế bào Langerhans đó. Còn ở gan chẳng hạn, thì tế bào nó đi vào trong lòng của mao mạch nang hoa và biệt hóa tạo thành tế bào Kupffer. Thì khi nhắc tới tế bào Kupffer là mình biết đây là đài thực bào nó nằm ở gan. Thì tên gọi của nó là mục đích là để như vậy, để cho mình biết được là cái vị trí đài thực bào đó nó nằm ở đâu. Cái tế bào này nó nằm ở trong lòng của mao mạch nang hoa và nó thường lôi vào trong lòng mạch, kích thước nó lớn, nhớ kích thước nó lớn. Thì đây là tế bào mà sau này thực hành đôi khi mình bạn có thể thử được chứng với bạn,
mà mấy bạn biết à, đó là cái màu cơ chưa. Rồi về cái sự phân về cấu tạo của các cái thành phần nằm trong khoảng cửa, lúc này là mình chỉ mới giới thiệu cái thành phần thôi. Trong khoảng cửa là chứa động mạch, chứa động mạch gan, tĩnh mạch cửa và ống dẫn mật. Tuy nhiên cô chưa nói về cấu tạo. Về thì về cấu tạo của động mạch gan á, động mạch thì thường là thành lúc nào nó cũng dày, tôi nói tới động mạch nó thành dày, tĩnh mạch là thành nó mỏng, đúng không? Và cái thành của động mạch là cấu tạo chủ yếu bởi các tế bào cơ trơn, cho nên nó có màu đỏ. Đó, tức là về màu sắc của mẹ bạn thấy à, thằng này là thằng dây này màu đỏ, hai thằng tĩnh mạch cửa này là lòng, nó rất là lòng của nó mỏng giống như là tĩnh mạch trung tâm tiểu thụy á, chỉ gồm một lớp tế bào nội mô và lớp vỏ sơ cứng mỏng bọc bên ngoài thôi, nên tĩnh mạch cửa thành rất là mỏng, gan là thành nó dày. Còn ống dẫn mật là có các cái ống, đó là ống trung gian Herring, ống mật quanh tiểu thụy và ống gian tiểu thụy. Thì các cái ống này á, thân của nó là các cái loại biểu mô từ cái ống ống hơi ống trung gian Herring này, là ống nổi tiếng về vi quản mật. Biểu mô của nó là biểu mô vuông đơn thấp, ống quanh tiểu thụy là vuông đơn và gian tiểu thụy là biểu mô trụ đơn, tức là biểu mô nó cao dần. Và thường mà mấy bạn nhìn thấy ở trong cái khoảng cửa thì chúng ta thường gặp đó là biểu mô vuông đơn, ống mật quanh tiểu thụy, như thể biểu mô vuông đơn này. Yeah. Nhân của các cái tế bào lợp, tức là các nhân của tế bào mà biểu mô vuông đơn ở đấy á, là bao tướng của tế bào là nó ứ kiềm, cho nên nó bắt màu tím. Vì vậy trong ba cái thành phần ống mật, động mạch gan và tĩnh mạch cửa, nhìn về mặt đây mấy bạn nhìn vào đây, nếu như lúc mà dưới tiêu bảng nhìn vào cái khoảng cửa này là mấy bạn sẽ dễ dàng so sánh ba cái thành phần này, tại vì sau này thực hành là mấy bạn cũng phân biệt ba thành phần này dưới kính hiển vi. Động mạch gan thành thành dày màu đỏ, tĩnh mạch cửa thành nó mỏng, lòng nó có thể rộng đấy. Còn ống mật á, là mấy bạn sẽ thấy thành nó gồm một hàng tế bào những hình cầu rất là đẹp, và bao tướng của tế bào này nó bắt màu tím, cho nên bên tím này bên đỏ này, đúng không, thằng này thành dày thằng này thành mỏng, là mình dễ dàng phân biệt được ba thành phần đó là nhánh của động mạch gan, nhánh của tĩnh mạch cửa và ống dẫn mật ở trong khoảng cửa, cũng khá là đơn giản. Rồi bây giờ nói về cái giải cửa, là cái giải mối liên kết nằm xung quanh tiểu thụy gan á, thì nó cũng sẽ gồm các cái thành phần đó là mối liên kết, cái chủ yếu là mối liên kết, và ngoài ra nó có thể chứa các cái nhánh của các cái động mạch tĩnh mạch như thế này nhé, một số nhánh thôi rất là ít, nhưng chủ yếu là mấy bạn xem về khoảng cửa này là chứa đầy đủ nhất ba cái thành phần của động mạch tĩnh mạch và động mật. Về cấu tạo của đường dẫn mật, đường dẫn mật này gồm có các cái ống như là ống gan phải, ống gan chung chia ra ống gan phải, ống gan gan trái, đúng không? Ống mật chủ là cái ống mà nó gần nối với cái ống tùy đó, để tạo ra cái ống tùy chính đổ ra tá tràng ở cái phần nhũ tá lớn. Rồi ống túi mật và túi mật, thì những cái ống này á nó cấu tạo tương tự nhau, lớp biểu mô của nó là biểu mô trụ đơn gồm có hai loại tế bào, đó là tế bào móng chĩa và tế bào hình đi. Lớp thứ hai là lớp đệm có chứa các cái chủng nhầy. Lớp thứ ba là lớp xơ cơ, trong đó là ống gan á, để bạn lưu ý ống gan nó không có cái lớp cơ. Còn ống mật chủ nó sẽ có hai cái lớp, trong cơ vòng ngoài cơ dọc, và có một cái phần gọi là ống bóng va te. Vậy thì trước khi mà ống mật tùy á, cái phần ống tùy chính á, để bạn đổ vào trong tá tràng, thì cái phần đó là nó phình lên tạo ra một cái bóng là bóng va te. Thì phần này là nó sẽ có cái vòng cơ thắt để nó điều tiết cái hoạt động tiết cái dịch tùy và dịch mật vào trong cái tá tràng. Còn túi mật thì những cái bỏ sơ và cơ lại cũng có cái nhất định mà chạy luôn xuống ấy. Rồi đó là các cái cấu tạo của gan, tùy và tuyến nước bọt. Để bạn đã rõ cái cấu tạo này chưa, cấu tạo nội tiết xin lỗi, các tuyến tuyến tiêu hóa. Cô cũng nói khá kỹ hết, cho nên mấy bạn không hiểu cái nào á, là mấy bạn cứ nói để cho cô giảng lại. Tuyến nước bọt là mấy bạn rõ tuyến nước bọt chưa? Cái phần tuyến tụy và gan. Mấy bạn có chí hỏi không? Giờ online kết thúc hơi sớm này, mấy bạn nghỉ. Mấy bạn có hỏi chứ không này con, nếu không là mình nghỉ rồi chúng mấy bạn học hai tiết cuối là môn khác đúng không? Lập trường điểm nhắn cho cô ba bằng vặn ấy, để có 98 bằng online thôi. Chỉ số 101 là vặn ba bằng bằng tự điểm nhắn cho cô nghe.
rồi mấy bạn còn lại có hỏi chị nữa không? Hay là hiểu hết rồi? Không hỏi là chứng tỏ là hiểu hết nha. Rồi, ngài hỏi chị hết là cô chào mấy bạn ấy. Y3D. À rồi, lớp Y3D là ngày mai nghỉ này. Rồi chào mấy bạn ấy.